Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy xớ bánh xích. Này thì dàn chân là 70, hộp số chạy là 70 các bạn. Đó, còn động cơ là Yanma 82, động cơ zin. Đó, còn cái kết nước này là kết nước là 100 các bạn. Đó, kết nước là kết nước mới 100, cũng không phải mới nhưng mà nó mới thay các bạn ha. Nào nói đó cho anh em xem ha. Đó. Rồi đây là cái hộp hộp số sớ nè ha. Các bạn. Đó. Rồi cái dàn sớ là dàn sớ nghĩa địa của Nhật, là nó là 2m4 ha. Dàn sớ còn rất là đẹp. Đó. Dàn sớ này thì còn rất là đẹp, nghĩa địa của Nhật ha, hiệu Nitlo ha. Đó. Thì cái này thì chủ máy người ta là mới sắp. Đó, đây mới sắp nè, mới sắp, và cái máy này thì mới mua vụ rồi là 190 các bạn. Đó, máy này thì mới mua vụ rồi 190, do dư máy do đó nên người ta bán ha. Rồi đây là cái phần động cơ, động cơ là Yanma 82 zin, chưa có gì hết ha. Đó, này động cơ đây ha, này đâu có gỡ cơ động cơ được đâu ta, gỡ bên đường cách nước à? Nào gỡ anh coi rồi. Rồi đúng rồi, phải gỡ ra coi cái mới được. À đây các bạn, đây là cái đường cơ động cơ nè, gì thì cái vách bên này là nó gì nè, đó. Nó là động cơ này là động cơ zin Yanma 82 ha bạn. Đó. Rồi ghế ở bên trên nè, ha. Đó, ghế trên, đằng này kia. Rồi em lên em đài cho anh coi cái coi. Bỏ hai cái đắp xuống đất. Hết bình yếu bình. Em biết chạy không? Không biết chạy à? Biết luôn ha. Vậy hả? Tài xế máy luôn hả? Thì cái máy này thì mình xin nói cho anh em xem được biết là phú tăng an giang các bạn. Cái máy này thì mình xin nói cho anh em xem được rõ là phú tăng an giang, gần chùa An Hòa Tự ha. Bên trong nè thì miên một cái cụm ở bên dưới này á, miên một cái cụm ở bên dưới này là cái hộp số, này là cái hộp số của 70 các bạn. Hộp số này thì có kiểm tra ha. Đó. Có bông có kiểm tra. À, động cơ là động cơ zin ha. Đó. Dàn chân thì dàn chân của 70 ha. Dàn chân của 70. Đó. Đây. Dàn chân 70 bánh xích 70 đó. Ha. Chân 70 bánh xích 70. Đó. À, đây dàn chân 70 bánh xích 70. Thì anh em và các bạn cần mua thì nhớ liên lạc trực tiếp qua số điện thoại nằm ở trên cái tiêu đề để gặp ngay chủ. Thì tiện đây thì mình cũng nói giá luôn, là cái giá là 155 triệu. Đó ha, 155 triệu các bạn. Đó, trên này. Đó. Hai cái ti ben thủy lực. À, để nâng hạ dàn sớ ha. Cái bình bình dầu nằm đây. Đó. Thì cái này thì lái y như máy cắt rồi đó ha. Lái y như máy cắt rồi đó bạn. À đây các bạn, thì nãy giờ thì đứa em nó sửa cái bình lại để đầy ha. Đó. Thì cái bông đây, bông quay rất ngon ha. Cho em nâng hạ cái bông lên trên coi ơi. Dính cái dàn sớ đằng sau rồi chạy sớm mới được. Rồi ok. Giờ anh nâng hạ dàn sớ anh coi. Có cái bèn ti bơm được coi còn ngon không. Đâu em ngồi lên chạy tới chạy lui cho anh coi cái độ nhạy của nó coi nó còn nhạy mạnh không.
là chân ma 82 hả bạn. Đó. Dàn số là 2m4. Hộp số chạy là 70, hộp số xài 70. Đó. Dàn, đó thì cái kết nước này là kết nước của 105. Cái máy này cái mặt tiền của nó đằng trước là còn rất là đẹp các bạn ha. Bên này là cái thùng nó đi lực nè, đây là cái thùng động cơ nè. Đâu em nạp ra cho anh nghe anh coi coi. Thì máy đã chạy các bạn, thì cái máy này á, là chủ máy người ta mua vụ rồi á, là người ta mua tới 190 các bạn, người ta sắp bông sớ, người ta làm này làm kia đó, là tới 190. Bây giờ thì người ta càng bán giá là 155 triệu ha, là có thương lượng cho anh em nó một tí ha, thương lượng tình cảm thôi chứ không có nhiều các bạn đó. Thì anh em cần thì liên lạc trực tiếp qua số điện thoại nằm ở trên cái tiêu đài để gặp ngay chủ. Ở trên này có mui đồ đàng hoàng các bạn đó. Có mui đồ đàng hoàng đó. Ở đây, đây là cái bình nhớt đó. Thì ở đây là cái địa chỉ là huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ha, là gần gần chùa An Hòa Tự các bạn. Rồi mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình các bạn. Giá bán là 155 triệu.